Chào tất cả mọi người, là mình Quyên in Japan đây. Hôm nay mình sẽ thông báo cho mọi người một cái tin vui và một cái tin buồn nhá, liên quan đến LifePay. Cái tin vui trước đi. Tin vui là từ ngày 13 tháng 1 là mọi người có thể nạp tiền từ Zalo vào LifePay được rồi, sau một thời gian dài người ta tạm dừng ấy, không cho mọi người nạp. Cái tin đầu tiên đó là tin vui nhá. Tin vui đó là từ ngày 13 tháng 1 thì mọi người lại bắt đầu có thể nạp tiền từ Zalo vào trong LifePay được rồi. Thêm một cái tin buồn này thì nó không liên quan đến video này, mình xin báo với mọi người nhá. Đó là từ ngày 20 tháng 12 2020 là người ta không phát hành thẻ cứng cho mọi người nữa. Thẻ cứng của LifePay ấy là không phát hành nữa nhá. Kể cả những bạn nào nằm mất rồi mà xin phát hành lại người ta cũng không phát hành đâu. Đấy, hình như là mọi người đăng ký ngày xưa là của JCB nhưng hiện tại bây giờ mọi người mà đăng ký thẻ ảo ấy của nó là của Visa đúng không? Thì mình thấy mọi người có hỏi mình, đó là tin buồn nhá, tin buồn là hiện tại bây giờ mọi người không thể lấy được cái thẻ của LifePay nữa, nhưng mà mình thấy là có rất nhiều cái thẻ để mọi người có thể lựa chọn được ấy, không nhất thiết là phải LifePay đâu. Mình đăng ký LifePay nhưng chưa bao giờ sử dụng cái thẻ của LifePay luôn. Đấy, mọi người có thể đăng ký cái tài khoản ngân hàng khác, sau đó là mọi người đăng ký thêm cái thẻ debit của nó nữa thì mọi người có thể sử dụng được luôn như thế, thì mình thấy thế hơn. Đó, đó ngày 12 tháng 1 thì mình đã nhận được một cái thông báo, chắc là mọi người đều nhận được thông báo trong live của Reddit này. Người ta có thông báo là ngày từ ngày 13 từ 9 giờ ngày 13 là mọi người có thể nạp tiền từ Zalo vào LifePay rồi. Tuy nhiên là có một số lưu ý, cho là mình thấy có hai cái. Trường hợp thứ nhất đó là ví dụ như bạn nào đăng ký mà mọi người vào trong phần nạp tiền, dù tài khoản của mình có tiền nhưng mọi người vẫn không thể nạp được ấy, thì mọi người cũng phải làm một cách, đó là tính mình sẽ hướng dẫn sau nha. Thì mọi người sẽ phải đăng ký lại cái tài khoản ngân hàng của mình. Rồi còn cái thứ hai nữa, còn một số bộ phận khách hàng ấy thì người ta sẽ bắt mình phải xác minh danh tính. Ví dụ như bạn nào chưa xác minh danh tính thì mọi người vào để xác minh danh tính sau đó mới nạp được tiền nhá. Đó là hai cái lưu ý mà người ta đang lưu ý đây. Ở đây thì mình có nhận được cái thông báo. Rồi mình sẽ nhấn vào trong đây này, trong phần từ ngày 12 tháng 1 người ta có gửi cho mình đây. Thì mình sẽ vào phần chi tiết nhá. Đó, đây là người ta có hướng dẫn đối với những bạn nào ấy mà bị xóa tài khoản ngân hàng, có nghĩa là mọi người có tiền ở trong tài khoản nhưng mà không thể nạp được thì mọi người phải xóa cái nó đi nhá, xóa cái tài khoản của mình đi, sau đó là nạp lại, sau đó là đăng ký lại nhá. Còn một bộ phận nữa thứ hai đó là mọi người phải xác minh danh tính. Đó, những bạn nào ấy, đối với những bạn nào mà chưa xác minh danh tính, bạn nào mà đăng ký cái tài khoản rồi nhưng mà lần này ấy người ta mở lại mọi người vào để nạp tiền ấy mà chưa xác minh danh tính thì mọi người phải xác minh danh tính nhá. Cái đó thì mình đã có cái video hướng dẫn rồi thì mọi người xem ở cái video này của mình nhá. Video này ấy. Hoặc là bạn nào ấy từ ngày 1 tháng 1 hoặc ngày hôm nay là ngày từ ngày 13 tháng 1 đi thì mọi người bắt đầu mới đăng ký cái Zalo để thanh toán để nạp tiền vào LifePay thì mọi người cũng phải xác minh danh tính này nhá. Tại hiện tại tại ngày xưa ấy thì có nhiều cái vụ mà rút tiền bất chính ấy cứ bên Zalo nạp từ vào LifePay ấy, thì bây giờ người ta đã làm nó chặt chẽ hơn đấy, khó khăn hơn để bảo mật tài khoản cho mọi người. Đấy nhá, còn về phần ví dụ như bây giờ mình sẽ vào mình nạp tiền xem nào. Bây giờ mình sẽ vào mình nạp tiền thử nhá. Xem cái LifePay của mình nó có vấn đề gì không thì mình cũng đã xác minh danh tính rồi. Thì chắc là mình nghĩ là của mình không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình sẽ vào mình nạp thử nhá. Nạp thử tiền xem nào. Xem có vấn đề gì không. Tra gì đi. Đây vào tài khoản ngân hàng nhá. Mọi người chọn vào tài khoản ngân hàng ấy. Như chỗ ở dưới đi. Nạp thử 1 sen nhá. Nạp tối thiểu là 100 yên. 1 sen đi. Nhập mã. Đang thêm tiền, bạn sẽ sớm. Ok rồi sao ấy. Rồi. Ok rồi mọi người ạ, không có vấn đề gì. Tài khoản của mình nó không có vấn đề gì cả. Mọi người thử nạp xem nhá. Xem thế nào. Tuy nhiên là ở đây thì mình thấy đó nó có lưu ý. Ví dụ như mọi người trong tài khoản của mọi người vẫn có tiền mà mọi người không thể nạp được. Đó, không thể nạp được thì có nghĩa là bên LifePay người ta đã xóa mất tài khoản của mọi người rồi. Có một số vấn đề gì đó ấy, có thể người ta không xác nhận được, không liên lạc được với tài khoản của mọi người nên người ta đã xóa rồi. Đây, xóa rồi thì làm như thế nào? Thì bây giờ sẽ có một cách để mọi người có thể nạp được tiền nhé. Là mọi người đăng ký lại. Đăng ký lại đi. Mình xóa cái tài khoản của mình hiện tại bây giờ đang đăng ký ấy. Xong rồi mọi người đăng ký lại. Thì mọi người vào LifePay nhá. Sau đó là nhấn cho mình cái cài đặt ở bên dưới cùng này. Rồi nhấn vào tài khoản tiền gửi.
Nhấn vào dư chồ đi. Xóa đi. Xóa dư chồ nhá. Xóa cái tài khoản mình đã đăng ký đi, xong mọi người đăng ký lại. Bây giờ mình sẽ vào đăng ký tài khoản cho mọi người xem nó có khác gì người trước không nhá. Đây mọi người tìm cho mình cái nhà dư chồ nhá. Rồi, tên của mình đã hiện ra, mọi người chọn ngày tháng năm sinh vào. Nghề nghiệp. Mọi người chọn của mình vào nhá. Toàn tiếng Việt rồi. Mục đích sử dụng này, cá nhân hay doanh nghiệp này. Rồi, mọi người nhấn vào tiếp nhá, đã hiện ra địa chỉ của mình luôn rồi đấy. Không có thì mọi người đánh vào nhá. Rồi nhấn vào doi suru này. Doi suru. Sau đó nó lại doi suru lần nữa nhá. Rồi, nhập mã. Mã tài khoản của mình đây. Ba số ở giữa. Trong năm số đầu tiên nhá. Rồi nhấn vào sư sư mở. Nhấn tiếp số tài khoản nhá. Ok. Rồi nó ra ngày tháng năm sinh của mình rồi, tên của mình này. Mọi người nhập số điện thoại của mình vào. Không có dấu cách nhá. Và những cái số điện thoại mà 0120, 0570 hoặc 3 số, những cái số nước ngoài không được này. Đây là những cái số điện thoại mà mình đã đăng ký với Line nhá. Nhấn sư 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 mự nhá. Nhấn vào đây để lấy mật khẩu một lần. Nhấn vào sư sư mự nhá. Người ta gửi. Ồ. Người ta gọi điện vào cho mình này. Lằng ngoằng hơn đợt trước đấy. ワンタイムパスワードは即時振り替えサービスの口座登録以外の目的では使用いたしません。電子メール、ショートメッセージの案内により、ワンタイムパスワードの入力を求められた場合は、詐欺ですので絶対に入力しないでください。なお、このお電話に心当たりがない方は、ガイダンスの途中で9を押してください。ワンタイムパスワードは 6 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
cho mọi người nhập vào nhé. Tiếp đến là nhập mật khẩu 4 số của mình vào. Mật khẩu thẻ ạ. Rồi nhấn vào sư sư mử. Ok. Đây là ra mọi người nhấn vào cô giả Free Guy Moshikomi này nhá. Ok, đã kết nối thành công. Cái này người ta bảo mật hơn ấy. Rồi, ok rồi mọi người nhá. Mình có vừa mới có đăng ký xong tài khoản nha mình. Bây giờ mình sẽ vào thử nào xem nào. Vào Line Pay đi. Vào phần tài khoản ngân hàng nhá. Đây mọi người nhấn vào thử Zucho xem nào. Ồ. Mọi người phải xác minh danh tính đấy. Cái này ai mà đăng ký bây giờ, tại vì mình vừa đăng ký lại mà đăng ký từ đầu, từ ngày người ta bắt đầu thay đổi ấy, thì mọi người lại phải làm một bước nữa xác minh danh tính nữa. Mình phải xác minh lại đấy. Ok, thử xem nào. Mọi người nhấn vào cái phần xác minh dễ dàng bằng điện thoại thông minh này nhá. Rồi, cái này giống như là cái trong cái video mình đã hướng dẫn mọi người thôi, mọi người chụp ảnh cái mặt trước, mặt sau và mặt bên của cái thẻ, sau đó là mà chụp chân dung của mình. Sau đó là nhập thông tin cơ bản thì sau đó người ta sẽ xác minh danh tính cho mọi người. Thì cái này mình đã có video hướng dẫn rồi thì mọi người theo dõi video đó của mình nhá. Rồi xong đó bây giờ thì mình đã xong. Nên mình lại phải làm xác minh lại, để làm cái video này mình lại xác minh lại lần nữa thôi. Xác minh bằng cái thẻ ngoại kiều nó hơi khó đấy. Bạn nào mà có thẻ My Number hoặc là bằng lái xe thì mọi người nên xác minh bằng cái đó thì dễ hơn. Thì mình thấy là lúc nào mình xác minh danh tính bằng cái thẻ ngoại kiều nó rất là khó. Đó, đó là xong. Nó khác hơn so với đợt trước một chút đấy mọi người ạ. Vì chắc là do nhiều cái vụ mà rút tiền bất chính ấy, người ta sẽ phải làm nó bảo mật hơn. Đây bây giờ, hiện tại bây giờ là mọi người phải nhập thêm cái số điện thoại của mình này. Ngày xưa thì mọi người chỉ cần nhập số tài khoản này, sau đó là nhập mật khẩu thôi và đăng ký. Nhưng bây giờ phải thêm một số điện thoại nhá. Số điện thoại mình nghĩ là số điện thoại mà mọi người đã đăng ký like ấy. Nếu mà không đúng, nếu không đúng số điện thoại thì mọi người nên đổi trước nhá. Đổi trước sau đó người ta sẽ gọi điện về báo cho mình 5 số mã mật khẩu một lần đấy, mình nhập vào. Sau đó là nhập thêm cái mật khẩu của thẻ 4 số nữa rồi mọi người mới đăng ký được. Đó chỉ khác một thế thôi.
Thì mình thử đăng ký xem nó như thế nào để hướng dẫn mọi người. Thì chắc là nhiều người cũng đang rất là chờ đợi để có thể nạp tiền vào LifePay. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ mình chỉ mới nhận được cái thông tin này, đó là của LifePay có thể nạp được digital thôi, còn PayPay thì chưa thấy. Không biết là đến khi nào nữa. Nhiều nhiều nữa, nhiều cái dịch vụ nạp thì cũng đang tạm dừng, của digital đang tạm dừng ấy. Thôi thế là thôi, mình đã nạp thử xem cho mọi người xem nó như thế nào rồi nhá. Của mình thì vẫn là bình thường, tại vì của mình là mình đã xác nhận danh tính rồi, vẫn là bình thường. Đấy, còn những người bạn nào ấy mà không thể nạp được, ví dụ như trong tài khoản của mình có tiền nhưng không thể nạp được, thì mọi người xóa tài khoản đi như mình vừa hướng dẫn nha. Xóa đi sau là xong, đó là mọi người đăng ký lại. Đăng ký lại thì mọi người phải là nhập số điện thoại hiện tại của mình đang sử dụng Line ấy, để nhận mật khẩu 5 chữ số để nhập vào, sau đó mọi người mới đăng ký được nhá. Đây, nó khác thêm một cái đấy. Thì hôm nay mình đã làm cái video này, làm trực tiếp cho mọi người xem nó thay đổi như thế nào. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái video này ở đây mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhá. Bye bye.